Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món bánh khoai tây vô cùng đơn giản. Nguyên liệu chúng mình cần có khoai tây thái lát mỏng, sau đó thì thái sợi chỉ, sau đó ngâm vào nước muối tầm 5 phút để cho khoai mềm và hết nhựa, vớt ra để ráo. Thì theo khẩu vị mà mọi người có thể cho thêm đường hoặc không cho thì cũng là đều ngon. Ở đây thì mình có sử dụng bột mì và bột năng, tỷ lệ là 2 bột mì và 1 bột năng. Mình có thể cho thêm một chút nước để bột ngấm vào khoai hơn. Tùy theo sở thích thì mọi người có thể điều chỉnh lượng bột và khoai sao cho phù hợp, cho lửa to. Sau khi dầu sôi thì sẽ cho khoai vào và dàn đều khoai để khoai nhanh chín và có độ giòn. Khi khoai chín vàng thì mọi người lật mặt và ta-da, đã được một món bánh khoai vô cùng đơn giản và dễ làm. Bánh khoai các bạn có thể ăn cùng tương ớt hoặc trẻ em thì có thể cùng ăn cùng với tương cà. Bây giờ mọi người cùng nghe độ giòn của khoai nhé. Mời mọi người, chúc mọi người thành công. Bye bye.